Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nấp dưới chướng đảng, báo chí chính thống, đói mèo dầu, phận nô bộc như bị trói tay. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, khi đó, chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã ban hành Nghị định số 70-2021 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181-2013, quy định chi tiết về thi hành một số điều luật của luật quảng cáo. Theo đó, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google buộc phải gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo vi phạm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là hình ảnh chính quyền điện tử cuống cuồng tìm mọi cách chống phá lại thế lực báo chí tự do. Đây là cách mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố tình đánh vào những kênh thông tin trái với chủ trương của Đảng Cộng sản. Tờ Thời báo.d cũng là một trong những nạn nhân của nghị định này. Tuy nhiên, dù cấm các doanh nghiệp Việt Nam quảng cáo trên các kênh này thì vẫn có những doanh nghiệp khác chám vào vì sức hút của các kênh rất lớn. Quy tắc nước chảy về chỗ trũng, những kênh cung cấp thông tin mà người dân muốn nghe bao giờ cũng hút được lượng người xem nhiều hơn những kênh chỉ tối ngày ca tụng đảng. Không ai thích lời nói của kẻ nô bộc chỉ biết vâng dạ, mà người dân cần nghe những ý kiến thẳng thắn nhắm vào những yếu huyệt của chính quyền. Tờ Thời báo.d và rất nhiều báo chí mạng xã hội và truyền thông tự do đã tuyển lựa biên tập viên có khả năng phân tích chính sách để phục vụ nhu cầu chính đáng của khán giả. Tất nhiên, lời lẽ thẳng thắn nên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như thấy chói tai là điều khó tránh khỏi. Ngoài hạn chế về quảng cáo, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ép kênh YouTube, Facebook phải chặn những kênh nói thẳng, nói thật với chế độ tại khán giả ở Việt Nam không thể xem. Và Thời báo.d cũng đã bị chính quyền chăm sóc rất kỹ khi mà các bản tin được phát đi luôn bị họ yêu cầu các mạng xã hội chặn ở Việt Nam nhằm làm giảm sự tương tác của truyền thông tự do. Mục đích của truyền thông tự do Thời báo.d là nói những cái xấu của chế độ để họ sửa cho tốt hơn. Nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chứng nào tật nấy quyết không sửa mà lại điên cuồng ngăn chặn tương tác và thậm chí phá hoại các kênh, các trang web một cách không sạch sẽ gì. Đây là hình ảnh báo chí nô bộc thì khó mà hút được sự quan tâm của người đọc trên các mạng. Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về kinh tế báo chí và hoàn thiện chính sách pháp luật về báo chí. Chủ trì cuộc họp có ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Theo sự thú nhận của hai cơ quan này, thì các cơ quan báo chí đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn, doanh thu quảng cáo sụt giảm nghiêm trọng. Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát 159 cơ quan báo chí trong 2 năm đại dịch, doanh thu đều giảm, doanh thu các đài phát thanh truyền hình năm 2021 cũng giảm 10% so với năm 2020. Nhiều người đặt kỳ vọng vào doanh thu từ thu phí nội dung báo điện tử, song vẫn cần thời gian để có nguồn thu này bền vững và dường như nó ngày một không khả thi. Hiện nay cả nước có 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, 127 tờ báo, 673 tạp chí, 72 cơ quan phát thanh và truyền hình. Báo chí tự do trên thế giới thì vẫn sống tốt, mà tại sao báo chí quốc doanh lại bị điêu đứng vì quảng cáo sụt giảm đến như vậy? Có người cho rằng nguyên nhân là tin tức định hướng, không trung thực, không hấp dẫn. Chẳng ai thèm đọc báo Nhân dân, báo VTV, báo VOV và Thông tấn xã Việt Nam cũng như vậy. Vì nó quá sơ cứng, nó giật một ngôn ngữ tuyên giáo, nhàm chán để đánh lừa người xem. Khán giả cần biết góc khuất, không ai muốn xem mặt nạ loè loẹt của ban tuyên giáo chỉ đạo cả. Và tin tức kém hấp dẫn nên quảng cáo sụt giảm là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa được xem là tổng biên tập cho các tờ báo của Việt Nam. Báo chí tự do bị nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn chặn, phá hoại, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn muốn quảng cáo trên các kênh này vì sức hấp dẫn khó cưỡng của báo chí tự do. Trên đời không ai muốn nghe lời những tên nô bộc, không ai muốn nghe những lời xù nịnh cả. Người ta cần lời thẳng thắn nhất, đó là giá trị mà các tờ báo tự do đang xây dựng. Nếu không bị ngăn cản và phá hoại, e rằng báo chí nhà nước không có cửa cạnh tranh đối với báo chí tự do. Muốn các tờ báo bội thu thì chỉ có thể là tự do báo chí, cởi trói cho báo chí được phép tự do phê phán chính sách sai lầm của đảng mỗi khi họ có.
Như vậy thì báo chí mới hấp dẫn trở lại được người đọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Nấp dưới trướng đảng, báo chí nhà nước đói meo dâu, phận nô bộc như bị trói buộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng hở sườn. Cái chết của ông Trần Đại Quang đang là một nghi vấn rất lớn. Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang, chắc chắn sẽ biết nguyên nhân anh trai mình bị chết một cách bất ngờ như thế nào. Khi ông Tô Lâm lên chiếc ghế chủ tịch nước thì có lẽ cũng nhìn thấy hình ảnh ông Trần Đại Quang trong con người của ông. Vì vậy, ông đã không dám bước tiếp. Ông Trần Quốc Tỏ đang là nhân vật thứ hai trong Bộ Công an. Cứ mỗi lần ông Tô Lâm đi vắng thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ điều hành công việc của Bộ Công an. Theo thông tin Thời báo.de được biết, mỗi lần ông Tô Lâm đi ra nước ngoài hoặc đi hoạt động ở các vùng khác, cách điều hành của ông Trần Quốc Tỏ khác hoàn toàn. Nhiều lần ông Tô Lâm trở lại công việc, ông vừa bực vừa lo. Lo vì sợ bàn tay của Trần Quốc Tỏ thọc quá sâu vào công tác chỉ đạo sẽ làm giảm uy quyền của Tô Lâm. Một cán bộ công an cấp cao đã giấu tên cho biết như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Trần Quốc Tỏ rất khôn ngoan. Ông Tỏ thế chưa mạnh nên ông vẫn rất hợp tác với cấp trưởng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần có cơ hội là ông Tỏ lại gây ảnh hưởng. Hiện nay, uy tín của ông Trần Quốc Tỏ trong Bộ Công an chỉ đứng sau ông Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm mà ngồi với chiếc ghế chủ tịch nước thì cơ hội để lại cho ông Tỏ rất lớn. Khả năng rất cao là ông Tỏ sẽ là bộ trưởng và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị như điều sắp diễn ra với ông Trần Lưu Quang hiện nay. Ông Tô Lâm khi là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an là phó của ông Trần Đại Quang, nhưng ông không phỏ ông Trần Đại Quang mà lại đi phỏ ông Nguyễn Phú Trọng. Và Bộ Công an hiện nay vẫn như thế, Trần Quốc Tỏ không phỏ Tô Lâm mà Tỏ đang phỏ thế lực khác. Cấp phó thân cận của Tô Lâm hiện nay là ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Lương Tam Quang dù được ông Tô Lâm đỡ đầu, nhưng những người cánh ruột đánh giá ông Lương Tam Quang vẫn chưa mạnh bằng ông Trần Quốc Tỏ. Cũng là những người trong cuộc đánh giá với Thời báo.de, nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an, nguy hiểm chưa hẳn gì đã đến từ người ngoài ngành, mà có khi nguy hiểm đến từ những người ngay ở trong ngành. Bộ Công an hiện nay chia năm xẻ bảy các phe phái rất nghiêm trọng. Nếu ông Tô Lâm rời khỏi Bộ Công an mà Lương Tam Quang không chám vào ghế bộ trưởng được, thì Tô Lâm vẫn không an toàn. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang. Sự từ chối chiếc ghế chủ tịch nước có phần không nhỏ bởi ông Tô Lâm không kiểm soát hết Bộ Công an. Ngay trong những đồng chí cùng ngành, ông Tô Lâm cũng đã lắm kẻ thù, chứ đừng nói gì những người ngoài ngành công an. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là trùm của trùm trong Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trong Bộ Công an, ông Tô Lâm không có vị thế vững chắc như thế. Ông Tô Lâm được đánh giá là người có tham vọng chính trị rất lớn. Ông muốn được thưởng suất đặc biệt sau năm 2026, nhưng vẫn không dám lèm liều rời khỏi Bộ Công an. Nếu làm Bộ trưởng, ông Tô Lâm có thể sống đến năm 2026 và hơn nữa, sau đó chỉ mất quyền lực thôi, nhưng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước thì e là khó ngồi đến hết nhiệm kỳ cho được. Đây là hình ảnh ông Lương Tam Quang, cánh tay phải của ông Tô Lâm. Cơ hội đến với Trần Quốc Tỏ rất gần khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa. Tuy nhiên, cơ hội lại qua đi khi ông Tô Lâm quyết định sẽ ở lại Bộ Công an cho đến hết nhiệm kỳ. Có lẽ ông Tô Lâm cũng hiểu, hiện nay thế lực của ông trong Bộ Công an là mạnh nhất, nhưng không mạnh tuyệt đối. Thế lực của ông Tô Lâm vẫn còn đang hở sườn, kẻ hở chính là vị trí Lương Tam Quang. Cho đến nay, ông Lương Tam Quang vẫn chưa thể nào đủ mạnh để hất Trần Quốc Tỏ sang một bên và ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng để cho ông Tô Lâm có thể an tâm. Vì ngay trong Bộ Công an có đối thủ lớn,
nên đó cũng là lý do ông Tô Lâm không dám rời tổ kén để xây dựng sự nghiệp chính trị sau tuổi 55, sau tuổi 65. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng hở sườn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de